Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngộ giấy lòng hằng dính theo. Thoảng nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần. Và chuyên đề này là tìm hiểu ý nghĩa trong tám điều răn cấm của Đức Thầy. Và bài này Đức Thầy sáng tác vào tháng 5 dương lịch 1945 tại Sài Gòn, sẽ do giáo lý viên Lê Quang Nghĩa đảm trách. Kính thưa quý vị, đất nước thì có gia quy, gia đình thì có gia phong, riêng đạo Phật giáo hòa hảo của Đức Quỳnh giáo chủ dạy thì có giới luật. Và Ngài cũng từng dạy: gìn giới cấm sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Vậy gìn giới cấm ra sao, sửa tâm mô tạp thế nào? Vậy giờ đây chúng tôi xin trân trọng và kính mời giáo lý viên Lê Quang Nghĩa đến diễn đàn để làm phận sự. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Kính thưa giáo lý viên Đoàn Quỳnh Lương là vị giáo lý viên cùng với chúng tôi thuyết giảng trong ngày hôm nay. Kính thưa đồng đạo Trần Văn Phân, trị sự viên phổ truyền giáo lý, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Phú Thuận B. Kính thưa ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Phú Thuận B. Kính thưa quý vị đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các xã phường, thị trấn. Kính thưa quý quan khách, quý ông, quý bà, quý cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo kính mến. Được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện rất là thuận lợi của ban tổ chức, ban trị sự ở nơi đây, cho nên là hôm nay chúng tôi mới có nhân duyên để gặp gỡ cùng với quý vị đồng đạo qua một đề tài thuyết giảng. Phải nói rằng là được gặp gỡ, được gieo duyên với chư quý vị đồng đạo ở nơi đây, đó là một niềm vui, một điều hạnh phúc đối với bản thân tôi. Và trong nỗi niềm vui tươi phấn khởi đó, không gì khác hơn thì chúng tôi xin gửi đến toàn thể chư quý vị lời chào mừng thân ái và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý quan khách và chư quý vị đồng đạo, chúng ta biết rằng trong giáo lý của Đức Thầy có hai bài lời khuyên bổn đạo, nhưng mà cả hai thì nội dung ý nghĩa phải nói là rất quan trọng.
bài lời khuyên bổn đạo được Đức Thầy sáng tác ở tại Bạc Liêu vào năm Nhâm Ngũ 1942 đó. Trong đây Đức Thầy cho biết rằng một khi chúng sanh giác ngộ quy y lo tu hành thì cũng đồng nghĩa là mình đang đi trên con đường trường sanh bất diệt, sớm thoát khỏi cái cảnh già bệnh chết. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo. Nhưng mà sau khi mình quy y rồi đó thì có rất nhiều việc mà đồng đạo cần phải làm. Nói cách khác là quy y thì cần phải làm y. Đức Thầy dạy là Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá danh lợi. Và càng quan trọng hơn nữa, Đức Thầy chỉ dạy người tín đồ, đó chính là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đó, điều quan trọng nhất trên bước đường tu là làm sao cần phải giữ giới luật, phải không quý vị đồng đạo? Mà giới luật trong đạo Phật đó, chúng ta mới thấy rằng có nhiều cấp bậc khác nhau. Chẳng hạn như là trong đạo Phật thì hạng tại gia chỉ giữ ngũ giới thôi, sa di giữ 10 giới, rồi tỳ kheo đó thì lại là giữ 250 giới, và tỳ kheo ni thì lại là giữ 348 giới. Như vậy chúng ta mới thấy rằng trong giáo lý nhà Phật thì đệ tử Phật tùy ở mỗi cái cấp độ mà có giới luật khác nhau. Nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì không phải là như thế đâu quý vị đồng đạo. Dù lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, dù chúng ta tu lâu hay là chúng ta tu mau, nhưng mà tất cả người tín đồ chỉ giữ chung một giới luật, đó chính là 8 điều răn cấm. Và 8 điều răn cấm đó, chúng ta biết rằng có một cái tên gọi khác, đó chính là bài lời khuyên bổn đạo mà Đức Thầy đã viết ở trong quyển 6, tức là quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Và đó cũng chính là bài mà chúng ta sẽ tìm hiểu, gặp gỡ trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đồng đạo, trong quá trình chúng tôi trình bày đó thì chúng tôi sẽ đọc lại phần chánh văn, rồi sau đó sẽ tìm hiểu lời chỉ dạy của Đức Thầy. Đức Thầy viết: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rước bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Khi đã coi giảng đó có nghĩa là khi mình đã học đọc giáo lý của Đức Thầy. Quý vị có học đọc giáo lý của Đức Thầy chưa quý vị đồng đạo? Có chưa? Mình có học rồi. Nhưng mà nói cách khác là khi đã coi giảng, tức là khi đồng đạo đã quy y tu hành trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì việc đầu tiên mà Đức Thầy chỉ dạy đó chính là tự xét mình. Tự xét mình tức là tự suy xét về hành động, ngôn ngữ và ý tưởng nơi mình đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà thật ra đó là trên bước đường tu đó, đôi khi việc tự xét mình đó là mình không quan trọng lắm. Nhưng mà xét người thì hay lắm à. Chỉ cần mình thấy người ta nói một cái câu sai thôi, đồng đạo nói như thế là không phải đâu, trái với đạo đức rồi. Chỉ cần mình thấy người ta hành động một điều không phù hợp, anh đó chị đó hành động sai rồi, không đúng. Nhưng mà bản thân mình nói ra làm sao, mình hành động như thế nào đó, đôi khi đó là mình không suy xét, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà trong trường hợp này Đức Thầy dạy người tín đồ đó là trên bước đường tu, mỗi khi mình nói, mình hành động, mình suy nghĩ thì cần phải tự xét à. Giả sử như hôm nay quý vị đồng đạo đến đây để nghe thuyết giảng, mình gặp gỡ với nhau, mình nói những lời đạo đức, nói những lời tốt đẹp, đồng đạo biết rằng đây là ái ngữ, là lời nói tốt. Nhưng mà cũng là đến với hội trường thuyết giảng ngày hôm nay,
Mà tại vì đó là mình sống trong đời quá lâu rồi, nghĩ là nghĩ việc đời, cho nên gặp nhau đó là sau vài câu chào hỏi xong đó là đem tiếng thị phi khen người này chê người kia nói hoài. Mình nói như thế mình thấy rằng đây là lời nói thị phi, không phù hợp với đạo đức đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà cũng đến hội trường này thôi, mình nghe người ta khen mình đấy, cái tự nhiên mình cảm thấy thích, mình cảm thấy thương người ta. Nhưng mà chỉ cần nghe người ta chê mình, người ta nói xấu mình thôi, cái tự nhiên tâm mình cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không thích, cảm thấy ghét người ta. Suy nghĩ như thế mình phải thấy rằng đây là sân nộ, là tư tưởng xấu xa đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà Đức Thầy hay lắm, Ngài dạy người tín đồ tự xét mình, tức là suy xét về lời nói, hành động và ý tưởng của mình. Ngài mới dạy tiếp thêm một vấn đề, đó là phải sửa sang những thói hư tật xấu. Cái gì đó đúng, cái gì đó phải, mình cần phải thực hiện. Nhưng mà cái gì đó sai, cái gì đó quấy là cần phải sửa sang nha quý vị đồng đạo. Và Đức Phật ngày xưa cho biết rằng đó, ở trên đời này có hai hạng người rất xứng đáng được kính trọng. Hạng người thứ nhất là hạng người hoàn toàn trong sạch, từ khi sinh ra lớn lên cho đến lúc qua đời người ta không bao giờ phạm sai lầm quấy lỗi. Đây là để chỉ cho hàng Phật Thánh à, Đức Phật, Đức Thầy, các vị tu hành chứng đạo. Mình có phải là hạng người thứ nhất không quý vị đồng đạo? Ở đây ai thấy rằng từ khi mình sinh ra cho tới bây giờ mình không phạm sai lầm quấy lỗi, quý vị đưa ta lên để chúng ta mừng cho quý vị đồng đạo. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng đó, hạng người xứng đáng kính trọng thứ hai đó là hạng người có sai lầm, có quấy lỗi, nhưng mà biết khắc phục sửa sai để cuối cùng trở thành con người tốt. Như vậy là mình không thể là hạng người thứ nhất, nhưng mà làm sao cũng ráng là hạng thứ hai, phải không quý vị đồng đạo? Mình có sai, mình có quấy, nhưng mà làm sao phải thấy được cái sai, cái quấy đó để mình cải sửa thì cuối cùng trở thành con người tốt. Hạng người này xứng đáng được kính trọng lắm. Cho nên đó là chúng ta mới thấy rằng Đức Thầy dạy mình sửa sang những thói hư tật xấu là nhằm làm cho mình có giá trị tốt đẹp hơn. Nhưng mà trong phần dẫn nhập này Đức Thầy dạy mình thêm nữa, đó chính là giữ những điều răn cấm sao. Như vậy đồng đạo mới thấy rằng một khi mình tu rồi, đồng đạo muốn giữ 8 điều răn cấm, ngay cả phần dẫn nhập này thôi mình cũng có rất nhiều việc cần phải làm rồi, phải không quý vị đồng đạo? Làm sao phải thấy được bản thân mình đúng sai, thiện ác như thế nào? Làm sao phải sửa sang được những thói hư tật xấu? Và đồng thời đó là phải giữ những điều răn cấm sao. Đây chính là nội dung 8 điều răn cấm mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Đức Thầy viết: điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, chờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Trong điều răn cấm thứ nhất này đó, đồng đạo đọc lên, đồng đạo sẽ thấy rằng có hai phần. Phần một là mình cần nên tránh, đó chính là rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Và phần thứ hai là phần mình cần phải thực hiện, đó chính là phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Thật ra đó là trong hội trường này, trước mặt tôi là tôi nhìn đồng đạo đó, mình có một cái cảm nhận là đồng đạo đã tu tập rất tốt rồi. Cho nên cái vấn đề mà uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta không phạm. Phải không có gì đồng đạo? Mình không phạm đâu. Nhưng mà đồng đạo có thể đặt ra một cái câu hỏi là tại sao Đức Thầy ngăn cấm không cho mình uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải không có gì đồng đạo? Thật ra những thứ này mà đồng đạo nào phạm vào thôi là mình thấy rằng là đánh mất đi tư cách của một người tu liền. Quý vị thấy ai đó là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà sáng sỉnh chiều say mình không tin đâu quý vị đồng đạo. Ai đó là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta gặp vô cái sòng bạc chơi cờ bạc là điều này không phù hợp. Rồi ai đó là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà nghiện thuốc phiện là điều này không đúng. Ai đó là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chơi bời theo đàn điếm, điều đó là mình không bao giờ tin tưởng. Cho nên để giữ tư cách của một người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì những vấn đề này chúng ta cần phải chừa bỏ. Nhưng mà thật ra quý vị thấy rằng đó, 4 thứ này Đức Thầy chỉ dạy ngăn cấm không cho mình phạm.
mà đồng đạo thấy xung quanh mình đó, mà nếu ai mà sa ngã vào những thứ này đó, quý vị thấy rằng cuộc đời có thành công không quý vị? Những cái người mà chơi cờ bạc là cái người này chắc chắn là phải nghèo khổ thôi. Những người mà rượu chè mà lấy làm cái ghiền nhiễm rồi là người này không bao giờ tiến bộ. Những cái người mà hút chích hoặc là chơi bời theo đàn điếm thì trước sau gì cũng lây nhiễm những cái chứng bệnh rất là nguy hiểm, và cuối cùng là phải từ giã khỏi đời thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đây là những cái sai quấy mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta tránh, để cuộc đời mình được an vui, được hạnh phúc nhiều hơn. Và trong đây thì Đức Thầy dạy mình cái phần cần phải làm đó là phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy dạy người tín đồ là phải giữ cho tròn, làm cho đúng. Nhưng mà đúng cái gì? Đó chính là luân lý về tam can ngũ thường trong cuộc đời. Thật ra là trên bước đường tu mình không khéo là dễ phạm lắm nha quý vị đồng đạo. Khi nói đến tam can, tức là nói đến cái diền đạo trong cuộc đời, đó chính là quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Quân thần can tức là đạo lý đối đãi qua lại giữa vua và bầy tôi. Nhưng mà thời điểm này đất nước mình còn vua không quý vị đồng đạo? Đất nước Việt Nam mình quý vị thấy thời điểm này có ông vua nào không? Thời điểm này không có vua. Cho nên đó là quân thần can, mình hiểu đó chính là ân đất nước. Đồng đạo tu hành sống như thế nào để phù hợp với pháp luật của nhà nước, đó là mình thể hiện là đền ân đất nước, là quân thần can. Và bên cạnh đó thì còn có phụ tử can. Phụ tử can tức là đạo lý đối đãi qua lại giữa cha mẹ và con cháu. Thật ra đó là trong cuộc sống đó, mình đôi khi là ông, là bà, là cha, là mẹ, mà mình nghĩ rằng mình có quyền, mình quên đi cái bổn phận mà con cháu mình nó có sai có quấy đó, mình la mình rè, muốn chửi thì chửi, muốn nói nặng thì nói, như thế là không phù hợp đâu có gì đồng đạo. Đức Thầy dạy đó là lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi. Và đồng thời là đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Như vậy mình mới thấy rằng ông bà có trách nhiệm nặng lắm à. Phải làm sao dạy dỗ cho con cháu nên người, phải không có gì đồng đạo? Nhưng mà đối với con cháu thì thể hiện phụ tử can đó, thì con cháu làm sao phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Bổn phận mình là con là cháu, làm sao phải hiếu thảo à. Nhưng mà đồng đạo học trong giáo lý của Đức Thầy, đồng đạo thấy những cái tấm gương hiếu thảo nào được Đức Thầy khen quý vị đồng đạo? Tấm gương hiếu thảo nào? Mạnh Tông à. Mạnh Tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Tấm gương nào hiếu thảo nữa quý vị đồng đạo? Nàng Kiều nhắc năm gia tỉnh Triều Minh, nàng Kiều vì hiếu bắn mình chuột cha. Tấm gương nào nữa quý vị đồng đạo? Tấm gương nào nữa? Đó chính là ngài Mục Kiền Liên. Mục Liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Và sau khi chúng ta đọc lời dạy của Đức Thầy, qua ba tấm gương hiếu thảo này, quý vị có thấy điều gì đặc biệt không quý vị đồng đạo? Quý vị có thấy điều gì đặc biệt không? Thật ra đó là trong ba tấm gương hiếu thảo này, chúng ta thấy có một cái điều đặc biệt, đó là khi nhắc đến ngài Mục Kiền Liên thì Đức Thầy mới dạy bằng một cái cụm từ, đó là Mục Liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi, phải không có gì đồng đạo? Khi nói đến nàng Kiều và nói đến Mạnh Tông đó, Đức Thầy không có dùng từ bi, tại vì đây là những cái tấm gương hiếu thảo trong cuộc đời chứ không phải là một người tu. Mà hiếu thảo trong cuộc đời cũng là tốt, nhưng mà chỉ đền đáp lại khi ông bà cha mẹ còn sống thôi. Nhưng mà đặc biệt một điều, đó là ngài Mục Kiền Liên, thì Đức Thầy nhắc tới ngài thì trong đó có danh từ từ bi. Mà từ bi ý nói rằng đó là nhờ ngài Mục Kiền Liên tu hành chứng đạo, cho nên mới thể hiện sự hiếu thảo bằng cách là độ mẹ của ngài được thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ đau khổ, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên hiếu thảo của một người con thì không những là hiếu thảo ngay trong hiện thời, mà chúng ta cần phải ráng lo tu đắc đạo để độ thoát ông bà cha mẹ, đó là điều cần thiết. Ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng làm con cháu là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Nhưng mà bên cạnh đó thì còn có một can nữa, đó chính là phu thê can. Khi nói đến phu thê can đó, tôi nghĩ rằng đó là quý bà, quý cô, quý chị nên mừng đi. Bởi vì mà nếu như ngược dòng lịch sử đó, quý bà, quý cô, quý chị mà lỡ sống trong thời kỳ phong kiến đó, thì nói đến đạo lý phu thê nên mình chịu nhiều thiệt thòi lắm. Giai đoạn đó là một giai đoạn mà người ta trọng người nam và xem thường người nữ. Giai đoạn phong kiến có một cái quan niệm như thế. Trong một gia đình đó mà hai vợ chồng đó sống với nhau, nếu như sinh ra được một đứa con gái, hai đứa con gái, bốn đứa con gái, năm đứa con gái, sáu, bảy đứa, chín, mười đứa con gái, gia đình đó là xem như không có gì hết, đâu có gì đồng đạo. Nhưng mà trong gia đình này chỉ cần sinh ra được một người con trai thôi là xem như có tất cả rồi. Cho nên người xưa người ta mới nhận định đó là nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô. Trong gia đình chỉ cần sanh ra được một đứa con trai là xem như có tất cả. Nhưng mà lỡ mà sanh ra 10 đứa con gái thì xem như là không có gì hết. Như vậy chúng ta mới thấy rằng đem so sánh thì người nam được xem trọng mà người nữ là bị xem thường, phải không quý vị đồng đạo? Và chính vì trọng người nam khinh thường người nữ như thế, cho nên đó là khi lập gia đình đó, người nữ hoàn toàn không có quyền đâu. Người xưa nhận định rằng đó là phu sướng phụ tỳ. Hai vợ chồng sống chung với nhau, ông chồng đưa ra một cái ý kiến, một cái điều gì đó, thì người vợ chỉ có quyền đó là tùy tùng theo mà không được quyền cãi lại đâu, có gì đồng đạo. Quý vị thấy rằng như thế có thiệt thòi lắm không? Nhưng mà hai vợ chồng sống với nhau, người nữ mất quyền hành như thế. Mà chẳng những như vậy mà lỡ rằng ông chồng có chết rồi đó, mình tính đâu là người mẹ có quyền, phải không có gì đồng đạo? Nhưng mà ông chồng chết rồi đó là người mẹ tiếp tục không có quyền. Cho nên người ta mới nhận định thêm một câu nữa, đó chính là phu tử tùng tử. Chữ tử này mình đọc giống nhau à, nhưng mà cái nghĩa nó khác nhau. Chữ phu tử đó là cái chữ tử này có nghĩa là chết. Ông chồng chết đi rồi thì bắt đầu đó là tùng tử. Chữ tử này không phải là chết, mà chữ tử này có nghĩa là con. Chồng chết đi rồi thì người vợ phải tùng vào cái quyền của cái đứa con trai trong gia đình đó. Nói như thế để quý vị thấy rằng đó là người nữ sống trong thời kỳ phong kiến chịu quá nhiều thiệt thòi, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà may mắn quá, mình sống trong thời điểm này không phải là vào thời kỳ phong kiến, mà một cái thời kỳ là nam nữ đã bình quyền rồi. Bây giờ lập gia đình đó là chồng vợ có quyền giống nhau, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó, ngày xưa mình mất quyền, bây giờ đó là người nữ lập gia đình trở thành người vợ nhưng mà nam nữ bình quyền. Mà đôi khi quý bà, quý cô, quý chị còn không chịu bình quyền mà còn muốn lấn quyền nữa, phải không quý vị đồng đạo? Ở đây có ai lấn quyền không? Có không? Quý ông ai là những người bị lấn quyền đấy quý ông? Có người nữa ai bị lấn quyền thì đưa tay lên, dù quý vị đồng đạo. Thôi đi á, chuyện này tế nhị lắm. Thật ra bây giờ mình tu rồi ha quý vị đồng đạo, nhớ lại ngày xưa mình mất quyền, bây giờ bình quyền, mừng lắm rồi, đừng bao giờ lấn quyền ha quý vị đồng đạo. Đức thầy diễn tả là phận sướng tùy, chồng vợ nhịn nhau. Đạo lý chồng vợ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là phải biết nhường nhịn lẫn nhau à. Chồng mình nói đúng, người vợ cần nên nghe. Người vợ nói phải, người chồng cần phải thực hiện theo. Quý vị tu như thế nào đó mà gia đình mình mỗi ngày càng ấm êm, càng hạnh phúc, biết rằng mình tăng tu đúng đó quý vị đồng đạo. Tu cầu gia đạo vuông tròn,
chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Cho nên đồng đạo chỉ cần thực hiện theo lời Đức Thầy dạy thôi, gia đình mình ấm êm hạnh phúc liền. Nhưng mà bên cạnh tam can đó, Đức Thầy dạy đó là còn phải giữ cho tròn, chính là ngũ thường, phải không quý vị đồng đạo? Có bao giờ đó là hôm nay đồng đạo tới đây nghe thuyết giảng, nhưng mà về nhà bắt đầu từ đây về sau đó là cái công việc đó là về nhà cứ dẹp bớt lại, rảnh là kiếm chỗ nghỉ ngơi lo ngủ. Con cháu mình mới hỏi chứ sao, mẹ ơi, cha ơi, lúc này thấy cha mẹ ngủ hoài. Nó tại vì Đức Thầy dạy ngủ thường. Có bao giờ như thế? Tôi hy vọng là đừng bao giờ như vậy. Tại vì đó là cái chữ ngủ, mà cái trạng thái ngủ nghỉ là mang dấu hỏi, mà cái chữ ngủ trong trường hợp này là mang dấu ngã. Đây là một số điểm của chữ nho đó quý vị đồng đạo. Nhất, nhị, tam, tứ, ngủ. Mình dịch nghĩa đó là 1, 2, 3, 4, 5. Chữ ngủ có nghĩa là con số 5. Ngủ thường ở đây là 5 đức tánh tốt mà mỗi một người tín đồ cần phải rèn luyện cho mình có được, để tùy theo hoàn cảnh mà thực hiện. Đó chính là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Khi tìm hiểu mình thấy mình có chưa quý vị đồng đạo? Nhân tức là lòng thương người, mến vật. Đồng đạo thấy người khác khổ, mình có thương không quý vị đồng đạo? Thương không? Mình thương. Thấy người khác khổ, tự nhiên tâm mình thể hiện tình thương. Thấy loài vật lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mình sẵn sàng giúp đỡ. Mình hiểu rằng mình đang có nhân đó quý vị đồng đạo. Tu rồi làm sao phải tập cho mình có nhân à? Nhưng mà bên cạnh cái lòng nhân là làm sao chúng ta phải thể hiện cái chữ nghĩa. Chữ nghĩa tức là một cái sự quan tâm, sẵn sàng ủng hộ cho những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy người ta nghèo mình thương, đó chính là nhân. Và sau cái thương đó mình mới lấy tiền trong túi ra. Đây con cho chú 50 ngàn để cho chú dơi bớt đi khó khăn trong cuộc đời. Hành động cho 50 ngàn đó được xem như là nghĩa đó quý vị đồng đạo. Thấy người ta nghèo, người ta khổ quá, về nhà đem lại 10 ký gạo con tặng cho cô. Hành động giúp đỡ đó chính là nghĩa. Nhưng mà người xưa dạy hay lắm à. Có nhân là lòng thương người, có nghĩa là giúp đỡ. Nhưng mà bên cạnh đó là cần phải rèn luyện cho mình có một cái chữ lễ. Chữ lễ là kính trên, là nhường dưới, là thương yêu những người đau khổ. Thật ra đó, nếu như đồng đạo có nhân, đồng đạo có nghĩa, mà lỡ như tâm mình không có cái chữ lễ đó thì e rằng như thế nào? Thấy người ta nghèo quá thương, thương xong có chữ nghĩa thì đem tặng liền, ta tặng gạo, tặng tiền liền. Nhưng mà khi mình tặng như thế là mình có nghĩa mà không có lễ đó, thì đôi khi tặng kèm thêm câu khó nghe, phải không quý vị đồng đạo? Tặng cho người ta 100 ngàn đồng, thấy người ta nghèo, người ta khổ, nhưng mà thêm câu: mày dở quá, mày tệ quá, mày chết đi, sống làm chi ở trong đời. Ta nghèo, người ta khổ, ta ráng nhận 100 ngàn đồng, nhưng mà ngậm đắng nuốt cay à. Về nhà mà móc cái túi tiền lấy 100 ngàn đồng đó để mua đồ ăn là rơi nước mắt chứ không phải bình thường. Cho nên là Đức Thầy dạy mình đó, có nhân có nghĩa là cần phải có lễ. Người ta nghèo, người ta dở, người ta kệ người ta đi. Mình thương người ta, mình cho người ta, nhưng mà phải tôn trọng người ta đó quý vị đồng đạo. Đức Thầy dạy một câu mà bản thân tôi đó là nhiều khi mình nhìn lại tâm mình làm không được. Đó là không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là, phải không quý vị đồng đạo? Khó lắm à. Cái người giỏi hơn mình, giàu hơn mình, có địa vị hơn mình kính trọng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái người dở hơn mình, tệ hơn mình, thua xúc mình kính trọng, điều này khó lắm. Cho nên Đức Thầy dạy mình đó, ta sai, ta quấy kệ, người ta nhìn ra cái là người này lớn tuổi hơn mình, kính trọng người ta liền, dù người ta dở, người ta tệ. Đó là chữ lễ. Nhưng mà bên cạnh chữ lễ, mình tu cần có phải có chữ trí à. Trong thời điểm hiện nay đó là mình tu cần phải có trí huệ nha quý vị đồng đạo.
Mình tu mà không có trí huệ, người ta nói cái gì mình cũng nghe hết, là coi chừng mình đi sai đường mất à. Cần phải có trí để nhận định đúng sai phải quấy như thế nào đó. Nhưng mà bên cạnh chữ trí là làm sao chúng ta cần phải có cái chữ tín. Chữ tín ở đây là uy tín. Mình tu như thế nào đó mà để cho người ta tin tưởng mình nhiều hơn, là đồng đạo biết rằng mình đang có uy tín. Tu lâu rồi người ta tin tưởng mình nhiều không có gì đồng đạo. Ai đó mà trên bước đường tu mà thấy rằng càng ngày đó là mọi người càng tin tưởng mình, biết rằng mình đang tu tốt. Nhưng mà mình tu cũng là tu thôi, nhưng mà càng ngày người ta càng xa lánh mình à. Ta không tin tưởng mình đó là mình biết rằng đó là mình mà đang mất chữ tín đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà đồng đạo muốn gầy dựng niềm tin đó là không gì khác hơn là chúng ta nói cho đúng và làm cho đúng, phải không quý vị đồng đạo? Người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có xa lời. Đồng đạo nói đúng, làm đúng, tự nhiên mọi người tin tưởng và mình có uy tín. Như vậy đó là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Đó tức là ngũ thường đó quý vị đồng đạo. Và sau khi mình tìm hiểu điều răn cấm thứ nhất đó, đồng đạo mới thấy rằng nếu như ai đó thực hiện đúng, có nghĩa là mình trở thành một con người rất tốt trong xã hội và là đệ tử ngoan đạo của Đức Thầy. Điều sai lầm mình không phạm, mà mình lo tròn luân lý tam can ngũ thường, thì đây là con người quá tốt, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên đồng đạo chúng ta thực hiện được điều răn cấm thứ nhất là thể hiện được cái giá trị đạo đức trong cái cuộc đời trên bước đường tu của chúng ta. Ta sẽ tìm hiểu điều răn cấm tiếp theo, đó là điều thứ nhì. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Trong điều răn cấm thứ nhì này đó, ta thấy rằng Đức Thầy dạy người tín đồ ta chẳng nên lười biếng. Lười biếng tức là cái trạng thái ham thích ở không, sợ công ăn việc làm, cái tính biếng nhác trong công việc, đó chính là lười biếng đó quý vị đồng đạo. Mà lười biếng đó thì nó tức là sự giải đãi trong quá trình tu, mà giải đãi là trái ngược với tinh tấn, phải không quý vị đồng đạo? Mình tu rồi đó, tôi nghĩ rằng đó là mình tinh tấn nhiều lắm, tinh tấn lo học đạo, tinh tấn lo cúng lại, tinh tấn lo niệm Phật, tinh tấn lo làm lành giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Nhưng mà bên cạnh cái tinh tấn đó thì coi chừng cái con ma lười biếng, cái tấn giải đãi nó còn ẩn trong con người của mình nào quý vị đồng đạo. Mà một ngày nào đó mà lỡ con ma lười biếng mà mình để nó nhập vào trong tâm mình á, thì coi chừng ngày đó nó khác đi à. Giả sử như lúc đồng đạo tinh tấn đó, quy định đó là chiều 5 giờ cúng, sáng khoảng 4 giờ rưỡi là lo công phu hành đạo. Nhưng mà 4 rưỡi công phu hành đạo là 4 giờ mình thức rồi. Nhưng mà một khi mà mình đang tinh tấn là giờ giấc không bao giờ sai đâu, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà lỡ một cái ngày nào đó, một cái đêm nào đó mà quý vị để cái con ma giải đãi lười biếng nó nhập vào trong tâm mình, đó là ngày đó khác à. Cài đồng hồ đó là 4 giờ sáng thức, hôm nay 4 giờ y như hẹn, đồng hồ reo liền. Bắt đầu đồng hồ reo là mình giật mình. Nhưng mà giật mình hôm nay trong cái tâm trạng là lười biếng chứ không phải là siêng năng. Cho nên đó là giật mình rồi bắt đầu mới cảm nhận à, hôm nay mình mẩy nó uể oải quá, nó nhức chỗ này, nó mỏi chỗ kia, giờ này 4 giờ còn khuya quá, thôi tắt đồng hồ nằm nghỉ nán lại chút. Bắt đầu quay qua tính như thế là tắt đồng hồ liền, nằm dùi ngủ à. Nhưng mà sau khi giật mình nằm lại để ngủ đó, thì vô tình ngủ ngon quá, ngủ ngon quá tới chừng nào giật mình đó, thì bây giờ nhìn đồng hồ đó không phải là 4 giờ rưỡi, 5 giờ nhưng mình tính, mà bây giờ 6 giờ rồi. 6 giờ mà nếu như mình vệ sinh mà mình cúng ở trong nhà là bàn thờ ông bà với bàn thờ Phật là Ngô Tam Bảo là dễ quá. Nhặt một nỗi là mình cúng tới bàn thông thiên mà ra cặp cái đường lộ, đứng giờ đó ai nhìn cho mình đấy, không có chỉ đồng đạo. Thôi thì hôm nay lỡ ngủ trễ rồi, nghỉ cúng bữa. Có ai nghỉ cúng như thế không?
Mà cái đó là do đâu? Là do lười biếng nó nhập vào con người của chúng ta. Nhưng mà người xưa nhận định là trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Ai đó muốn thành công thì phải siêng năng, và lười biếng là phải loại trừ. Cho nên người tu muốn thành công thì cần phải nghe theo sự chỉ dạy của Đức Thầy, đó là ta chẳng nên lười biếng, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà Đức Thầy giải tiếp à, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Với lời dạy này đó, khi chúng ta tiếp xúc, mình thấy rằng đó là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có nhiều quan điểm lắm. Đôi khi có người nghĩ rằng mình tu rồi để mau được thành công đắc quả, cho nên trong ăn việc làm là buông bỏ đi tất cả mà không lo làm ăn nữa. Có ai đây là buông bỏ hết trong việc mà không lo làm ăn không? Nhưng mà đôi khi là có người nghĩ à, tu thì tu mà tiền bạc danh lợi trong cuộc đời cũng hấp dẫn, cho nên tu thì tu mà làm thì làm, mà làm rất nhiều, phải không có gì không đạo? Và bây giờ mình tu là nên không làm hay là phải làm như thế nào đó, chúng ta sẽ cùng với nhau để tìm hiểu một câu chuyện về xung quanh cuộc đời của Đức Thầy. Vào năm 1940, lúc đó Đức Thầy đang truyền đạo ở tại Tổ Đình Làng Hòa Hảo. Trong một cái buổi sáng nọ, có một vị đệ tử của Đức Thầy là đồng đạo của mình. Vị đồng đạo này đến thăm viếng Đức Thầy, và sau khi trò chuyện thăm viếng một chút, Đức Thầy dạy đồng đạo này: ông tu đó thì cần phải bớt lo làm ăn lại, chứ ông làm ăn nhiều quá thì còn thời gian đâu để mà tu hành nữa. Đức Thầy dạy như thế mà vô tình có ông Đặng Thành Tựu, ông đứng kế bên, ông nghe rõ lắm, ông mới biết rằng Đức Thầy dạy mình tu là cần phải bớt lo làm ăn. Ông ghi khắc lời dạy đó. Nhưng mà cũng trong ngày hôm đó thôi, vào một buổi chiều, có một đồng đạo khác đến thăm viếng Đức Thầy. Và cũng giống như đồng đạo buổi sáng, sau vài câu trò chuyện thăm hỏi xong, Đức Thầy mới dạy đồng đạo này: ông tu đó thì cần phải lo làm ăn, chứ không lo làm ăn thì làm sao có phương tiện để sống và giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Lời dạy này vô tình ông Đặng Thành Tựu, ông đứng kế bên, ông vẫn nghe được. Nhưng mà bây giờ ông mới có một cái hiểu tại sao buổi sáng Đức Thầy dạy đồng đạo phải bớt lo làm ăn, mà buổi chiều Đức Thầy dạy đồng đạo cần phải lo làm ăn, thì mình phải thực hiện như thế nào đây quý vị đồng đạo? Nếu như đồng đạo nghe Đức Thầy dạy như thế thì đồng đạo phải thực hiện ra làm sao cho nó đúng. Mới hôm buổi sáng Thầy dạy mình phải bớt lo làm ăn, mà buổi chiều Thầy dạy mình cần phải lo làm ăn. Ông Đặng Thành Tựu cảm thấy khó hiểu, cho nên ông mới tìm tới gặp vị đồng đạo Đức Thầy dạy buổi sáng là cần phải bớt lo làm ăn. Ông mới hỏi là: xin hãy cho tôi biết là nguyên nhân nào Đức Thầy dạy đồng đạo phải bớt lo làm ăn. Được vị đồng đạo này giải thích rằng đó: tôi tu thì tu, nhưng mà công việc làm ăn của tôi nhiều lắm. Nhiều khi tôi làm từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, công việc làm chưa xong, tôi làm tới tối, quên cả học giảng, quên cả cúng lại. Cho nên là Đức Thầy dạy tôi cần phải bớt lo làm ăn vậy. Thì ra ông Đặng Thành Tựu hiểu, phải không có gì đồng đạo? Vị này tu mà làm ăn nhiều quá không còn thời gian tu nữa, cho nên là Đức Thầy dạy vị đồng đạo này phải bớt lo làm ăn. Ông Đặng Thành Tựu tìm tới vị đồng đạo thứ hai, ông mới hỏi: đồng đạo cho tôi biết là nguyên nhân như thế nào mà Đức Thầy dạy đồng đạo cần phải lo làm ăn. Lúc đó được vị này giải thích rằng đó: từ khi tôi giác ngộ tu hành, tôi học giáo lý của Đức Thầy, tôi biết rằng cuộc đời này là vô thường, là giả tạm, của cải gia tài như đám phù dân trước gió thôi. Cho nên đó là tôi quyết chí tu hành cho mau thành Phật. Đất vườn tôi bán hết rồi, bây giờ tôi không làm ăn nữa, mà chỉ chuyên lo tu để mau thành Phật thôi.
Và sau lời giải thích này, ông Đặng Thành Tụ mới hiểu rằng Đức Thầy dạy vị này lo làm ăn là tại gì. Vị này đó là bây giờ là chỉ mong tu để mau đắc quả mà không lo làm ăn nữa. Thật ra mình là người cư sĩ tại gia, khi mà đọc câu chuyện này chúng ta mới thấy mình cần phải lo làm ăn, phải không quý vị đồng đạo? Lo làm ăn để có phương tiện để sống và đồng thời là giúp đỡ cho những người ở xung quanh, chứ không phải là lo làm ăn để mình giàu được hơn người khác đâu, mà có phương tiện sống và có dư ra đó là mình bố thí, mình giúp đời. Đó là sự chỉ dạy của Đức Thầy. Mà nếu như mình tập trung vào làm ăn mà quên cả cúng lại, điều đó cũng là một vấn đề sai lầm. Làm ăn trong một chừng mực nào đó, dành thời gian để lo tu, thì đó chính là sự chỉ dạy của Đức Thầy. Vừa lo cần kiệm sốt sắng làm ăn mà cần phải tu hiền chân chất, phải không có gì đồng đạo? Cho nên với câu chuyện trên thì tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta mỗi người hãy lấy cái trí thông minh của mình để mình làm ăn như thế nào nó phù hợp và dành thời gian để lo tu, thì đó mới đúng theo sự chỉ dạy của Đức Tôn Sư. Nhưng mà trong đây cũng có thể đặt ra một cái câu hỏi, câu hỏi mà tôi nghĩ rằng đó là quý ông quý bà có thể hỏi à, nhưng mà chắc đồng đạo trẻ thì đôi khi mình không hỏi. Bây giờ đó là cả một đời của mình làm ăn vất vả rồi, bây giờ mình buông bỏ làm ăn để lo tu được không, phải không có gì đồng đạo? Ở đây là trả lời riêng với quý ông quý bà thôi. Mình cả một cái cuộc đời làm ăn vất vả gầy dựng sự nghiệp, bây giờ có con có cháu, mình có thể để lại cho con cháu mình dành thời gian lo tu trong cái tuổi già sức yếu. Tôi nghĩ rằng điều này rất là hay đó quý vị đồng đạo. Chứ giờ bảo rằng quý ông quý bà mà làm lũng nữa thì điều này nó không phù hợp. Mình đã trải qua cái cuộc đời mình lo làm ăn rồi, cho nên nó là đối với quý vị nào cả một cái cuộc đời làm ăn lớn tuổi rồi thì tôi nghĩ rằng dành thời gian lo tu đó là cái điều rất là phù hợp, phải không quý vị đồng đạo? Quý vị muốn vỗ tay cứ vỗ. Đức Thầy giải tiếp: chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Quý vị lắng nghe ha, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Quý vị đếm coi có mấy chữ quý vị đồng đạo? Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau có mấy chữ? 6 chữ à? Ở đây có ai tu 6 năm không? Có không quý vị đồng đạo? Có à? Có ai tu hơn 6 năm? Ai tu dưới 6 năm? Nhưng mà thật ra với 6 chữ là chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, có những đồng đạo tu dưới 6 năm, tu khoảng 6 năm, hơn 6 năm, nhưng mà làm được 6 chữ này chưa? Làm được không có gì đồng đạo? Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, đọc ra ngắn gọn lắm, nhưng mà làm được chưa? Thật ra mình có thể trả lời được à? Được khi người ta thương mình, ta mến mình, ta khen mình, ta ủng hộ, đó mà đâu có gây gỗ, phải không có gì đồng đạo? Nhưng mà coi chừng không được khi người ta chê mình, ta nói xấu mình, ta hại mình, phải không có gì đồng đạo? Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau đó. Nếu như mình muốn biết rằng đó là mình còn gây gỗ hay không là khi mình đối diện với nghịch cảnh đó, đối diện với người hại mình, đối diện với người vô cớ mà nói xấu mình, đối diện với người chê bai mình, đối diện với người làm cho mình ngậm đắng nuốt cay, gây gỗ hay không lúc đó mới biết, phải không quý vị đồng đạo? Thật ra đó là gây gỗ, đó chính là cái biểu hiện của sân hận mà đôi khi mình không kiềm chế được, nó phát khởi thành cái hành động ở bên ngoài đó, thì lúc đó là chúng ta mới thấy rằng đó là mình nói những lời khó nghe. Mà nếu như hành động là có thể là đấm đá chân tay à, cái đó là biểu hiện của gây gỗ đó quý vị đồng đạo. Như vậy chúng ta mới thấy rằng gây gỗ là biểu hiện của sân hận. Mà tại sao Đức Thầy dạy mình đó là chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, phải không quý vị đồng đạo? Là bởi vì nếu như mình tu rồi đó mà trong tâm mình còn gây gỗ, còn sân hận đó, quý vị muốn thành tiên thành Phật, quý vị muốn giảng sanh đó là không bao giờ được đâu quý vị đồng đạo. Nếu như có câu hỏi được đặt ra, đồng đạo tu, đồng đạo muốn giảng sanh về miền Cực Lạc không? Giảng sanh đâu quý vị đồng đạo? Muốn không? Đồng đạo tu có muốn tương lai mình thành Phật không quý vị đồng đạo? Muốn không?
đồng đạo, tôi đồng đạo có muốn về địa ngục không? Không à. Không muốn về địa ngục đâu. Cái đó là cái mong muốn của mình. Nhưng mà nếu như trên bước đường tu mà còn ôm cái tâm sân hận á, muốn thành Phật, muốn giảng sanh, Đức Thầy cho biết là không được. Mà không muốn về địa ngục mà coi chừng phải xuống đó quý vị đồng đạo. Tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật dựa kề, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương à. Cho nên bây giờ muốn thành tiên thành Phật, muốn được giảng sanh về miền cực lạc, thì đừng bao giờ gây gỗ, đừng bao giờ sân hận, mà phải hiền như ông Phật đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà bên cạnh chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Đức Thầy dạy mình đó là hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Mình hãy thử nghĩ, nếu như mình chẳng nên gây gỗ, tức là mình nhẫn nhịn đó, mà mình không có một cái tâm khoan dung đó, quý vị sẽ nghĩ rằng đó mình nhẫn nhịn được bao lâu đây quý vị đồng đạo. Thấy một ai đó tu hành rồi, cho nên người ta có tạo ra cái mà nghịch trái ý mình, bên ngoài là nhẫn nhịn à, không bao giờ gây gỗ đâu. Nhưng mà nhẫn nhịn không gây gỗ đó mà nó lại có một cái phản ứng bất thường, chẳng hạn như là vẻ mặt của người đó là xanh ra, hoặc nó đỏ lại, hoặc là cái lỗ tai nó bị tía đi, hoặc là mình nhìn cái tai của người đó là nó rung rung, có nghĩa là không gây gỗ mà tâm có phản ứng, phải không có gì đồng đạo? Mà nếu như tâm có phản ứng như thế thì đôi khi mình nhẫn được một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, chín mười lần, 20 lần nhẫn nổi không đấy? Mà nếu như mình không nhẫn nổi, mình bùng phát ra cái thì lúc đó nguy hiểm quá. Cho nên Đức Thầy dạy người tín đồ là chẳng nên gây gỗ lẫn nhau là ở bên ngoài, mà bên trong là hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Nhưng mà muốn tha thứ bằng cách nào? Muốn tha thứ Đức Thầy dạy mình có phương pháp à. Muốn bắt lỗi người ta, bây giờ muốn thông cảm tha thứ thì phải nhìn lại cái lỗi nơi bản thân mình. Tiên sử kỷ hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Muốn bắt lỗi người ta xét lại bản thân mình có lỗi hay không, mà xét lại bản thân mình có lỗi, người có lỗi, mình thông cảm tha thứ được liền, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong điều răn cấm thứ nhì, Đức Thầy chỉ dạy người tín đồ đó là làm sao phải siêng năng trên bước đường tu. Nó có khác là phải tinh tấn, phải lo làm ăn và tu hiền chân chất, và đồng thời là phải hóa giải sân hận. Đó là nội dung trong điều răn cấm thứ nhì mà Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Trong điều răn cấm thứ ba này có bốn ý mà đồng đạo cần phải tránh. Thứ nhất là không ăn xài chưng dọn thái quá. Thứ hai là không lợi dụng tiền tài quên đi cái nhân nghĩa đạo lý trong cuộc đời. Thứ ba là không ích kỷ. Và thứ tư là không xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Đó là bốn ý mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Và với một hội trường như thế này thì tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta là không có ăn xài chưng dọn thái quá đâu, phải không quý vị đồng đạo? Đâu ai thể hiện hình thức này. Cho nên đó là tôi nghĩ rằng vấn đề ăn xài chưng dọn cho thái quá là đồng đạo chúng ta đang thực hiện rất là tốt. Mình không bao giờ ăn xài chưng dọn thái quá đâu. Và vấn đề thứ hai Đức Thầy chỉ dạy đó là mình không nên lợi dụng cái tiền tài để quên đi nhân nghĩa và đạo lý trong cuộc đời. Thật ra đó là trong cuộc sống, đôi khi người ta lợi dụng cái tiền tài mà cuối cùng đánh mất đi cái nhân nghĩa đạo lý. Chẳng hạn như Đức Thầy diễn tả là giàu đổi bạn khinh khi kẻ nết, là những câu trong sách Minh Tâm. Tấn kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Đây là người thay lòng đổi dạ, đây là người lợi dụng cái vật chất để quên đi đạo đức trong cuộc đời. Đôi khi ngày xưa nghèo là bạn bè sống tốt lắm, bây giờ lỡ đùng ra cái mình giàu hơn bạn bè nghèo, không chơi nữa, như thế là không phù hợp. Ngày xưa nghèo vợ chồng chung thủy lắm, mà bây giờ giàu lên rồi vợ mình xấu quá tìm ai đó đẹp hơn, cái đó sai lầm. Người tu không nên như thế, phải không quý vị đồng đạo?
Và vấn đề thứ ba trong điều răn cấm thứ ba Đức Thầy dạy mình đừng ích kỷ. Nãy mình nói sáu chữ chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ Đức Thầy dạy mình ở phương diện khác là chỉ còn có ba chữ thôi, là đừng ích kỷ. Chữ ích kỷ là riêng lo cho bản thân mình. Đừng ích kỷ là đừng riêng lo cho bản thân mình nữa, mà hãy sống vì người khác. Nhưng mà cái vấn đề đó là riêng lo cho bản thân mình đó, trên bước đường tu đôi khi mình tu tốt, mình làm việc thiện, mà không khéo là coi chừng sống vì mình nè quý vị đồng đạo. Không khéo là sống vì mình à, tu tốt quá cho nên đó là có vật chất đem ra bố thí liền. Nhưng mà bên cạnh bố thí đó không phải là vì người ta đâu, mà vì bản thân mình. Cho ra 1 triệu đôi khi đó là muốn lấy lại vài trăm triệu, muốn lấy lại giàu sang. Không có gì đồng đó. Đôi khi muốn bố thí 5 triệu đồng đó, nhưng mà tháng này là tháng 9, không có cái ngày vía, không có ngày kỷ niệm. Cho nên giữ 5 triệu này đó mà lại đó là tối về à, nguyện giái với bàn thờ, ông bà bàn thờ, hoặc là hôm nay ngày mấy tháng mấy con xin nguyện hứa bố thí 5 triệu đồng mà tới ngày 25 tháng 11 đó mới bố thí là phải không quý vị đồng đạo? Tại vì mình nghĩ rằng ngày đó mình bố thí là bản thân mình được phước nhiều hơn. Còn bây giờ đó ngày bình thường bố thí đâu có phước. Cho nên thấy rằng cái ông kế bên nhà mình đó, ông bị bệnh lớn tuổi rồi, ông cụ khoảng 90 tuổi. Cha con cháu bây giờ đó là vì nghèo cho nên là đi hết rồi. Ông cụ ở nhà sống không may bị bệnh mà không có tiền mua thuốc uống. Thấy ông cụ bệnh chạy qua nói cụ ráng chờ đi tới 25 tháng 11 con cho cụ 1 triệu à. Quý vị liệu rằng cụ chờ nổi không? Bệnh mà không có tiền thuốc men chạy chữa mình qua tặng thêm câu là ráng chờ tới 25 tháng 11 mình mới tặng. Nhưng mà bệnh nó hoành hành tới không có thuốc men, tới ngày 25 tháng 11 coi chừng qua không gặp ông cụ mà chỉ là thấy ông cụ lên bàn thờ ngồi rồi, phải không có gì đâu. Mình bố thí là đôi khi là vì bản thân mình thôi. Thật ra đó là có một câu chuyện này là người thân chúng tôi thôi. Khi mà đi đồng ruộng đó, tới giờ ăn dọn cơm canh lên rồi, tôi mới nghe đồng đạo mình nguyện đó là cửu quyền thất tổ ông bà quá giảng về ăn cơm với con. Lời nguyện này hiếu thảo lắm phải không có gì đồng đạo? Nhưng mà nguyện hiếu thảo mà trong tâm nó còn ích kỷ vì bản thân mình, cho nên là kèm thêm câu nữa là xin ông bà độ cho con lần này làm lúa được 1 tấn 3. Tôi nghe thì trong tâm cảm thấy mừng thôi. Mà tôi nghĩ rằng nếu như tôi là người được giái là tôi không dám ăn à. Thời điểm này làm lúa được khoảng nhiêu quý vị đồng đạo? Dùng tôi là làm lúa khoảng 1 tấn thôi. Nhưng mà bây giờ đó là con cháu nó giái mình, đó là ông bà mà về ăn cơm, đó là cái điều này hiếu thảo. Mà nó kèm thêm một cái điều kiện đó là độ làm lúa 1 tấn 3 đó, mà trong khi mình ông bà mình ăn rồi mà độ không được là mất uy tín. Thôi thì nghỉ ăn phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà thật ra đó là ích kỷ thôi. Cho nên đó là bây giờ mình tu rồi, Đức Thầy dạy mình đó là đừng ích kỷ, đừng bao giờ sống vì bản thân mình nữa. Mình bố thí bằng một cái hành động đẹp, người ta nghèo, ta khổ, mình có dư đem qua ủng hộ liền. Ta hỏi đồng đạo cho tôi tiền có mong muốn gì không? Nở một nụ cười hiền hòa, tôi không muốn gì hết, mà chỉ muốn cho cô chú được bình yên vô sự thôi. Không có gì trong đó. Hoặc là con muốn cho cô chú là được thoát khỏi cái cảnh khó khăn trong cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ gì bản thân. Cho nên Đức Thầy dạy mệnh câu là giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Cho nên đừng ích kỷ, tức là sống đừng vì bản thân mình mà hãy sống vì người khác. Rồi đó là Đức Thầy dạy mình đó, là mình không nên xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Xu phụng kẻ giàu sang đó, chữ xu phụng có nghĩa là tân bốc, là mình nói khéo. Nhưng mà xu phụng ở đây là xu phụng kẻ giàu sang là mình đón tiếp những người sang giàu bằng những cái lời lẽ tân bốc để cho người ta thương mến mình. Nhưng mà Đức Thầy lại diễn tả bằng một cái những từ tiếp theo, đó là phụ người nghèo khó. Chữ phụ đó
có nghĩa là ăn ở bạc, là đối xử lạnh nhạt, là không quan tâm. Mới nãy cái người giàu sang đến với mình đón tiếp nồng hậu quá. Nhưng mà bây giờ cái người nghèo khổ đến với mình, đó là mình không thèm đón tiếp, không thèm chào hỏi, không thèm quan tâm. Đây là một thái độ ứng xử không phù hợp đâu quý vị đồng đạo. Mọi người đến với mình quan tâm, mình niềm nở đón tiếp thì tôi nghĩ rằng rất là đúng. Nhưng mà người giàu cũng như thế, mà người nghèo cũng phải là như vậy, phải không quý vị đồng đạo? Lời dạy này thì tôi nghĩ rằng đó là quý cô, quý chú, hoặc là quý anh, quý chị, quý đồng đạo nào đang giữ những cái chức việc càng cao chừng nào thì càng phải thực hiện lời dạy này nhiều chừng đó, phải không quý vị đồng đạo? Mình giả sử như mình là cái người đại diện của ban trị sự cơ sở, mà nếu như mình mang cái tâm mà xu khủng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó, là cái điều này khó quá. Cái người giàu đến với mình niềm nở, mình đón tiếp, mà thấy cái người nghèo tới với mình lạnh nhạt, mình không đón tiếp, mình hờ hững đó, coi chừng cái người nghèo này về người ta tự ti mặc cảm, người ta bỏ tu, ai chịu trách nhiệm mình có lỗi trong trường hợp đó. Cho nên chúng ta cần phải ráng quan tâm giữ gìn lời dạy này, phải không có gì đồng đạo? Nếu như cái chức việc mình càng lớn chừng nào thì càng phải ráng quan tâm chừng đó. Mình khi mà tiếp xúc với mọi người, người giàu tới mình đón tiếp nồng hậu, nhưng mà người nghèo tới, tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta ráng ủng hộ, đón tiếp nồng hậu hơn, để về nhà người ta cảm thấy tự tin phấn khởi, người ta quy y tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, quý vị sẽ có một cái phước rất là lớn, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên đó là đồng đạo chúng ta ráng làm sao phải thoát khỏi cái quá trình là xu phụng kẻ giàu sang mà phụ người nghèo khó. Nói cách khác là chúng ta thể hiện tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người. Đó là sự chỉ dạy của Đức Thầy. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều răn cấm thứ tư. Điều thứ tư: ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không trang phạm đến ta. Trong điều răn cấm thứ tư này đó, Đức Thầy dạy người tín đồ đó là không được kêu trời Phật thần thánh mà sai, và thứ hai là không được nguyền rủa trời Phật thần thánh, bởi vì các vị này là không có can phạm tới mình, phải không quý vị đồng đạo? Thật ra đó là nếu như một ai đó phạm vào vấn đề này, đó là biểu hiện của tâm sân hận à. Một khi mà con cháu làm sai rồi, hoặc ai làm đó mà mình không vừa ý đó, mà kêu trời Phật thần thánh, để sai ở đây là sai khiến làm cái gì đó, là không bao giờ sai làm việc tốt đâu, mà sai làm việc ác không à. Trời Phật thần thánh ơi, bắt giật nó giùm con, có không có gì trong đó. Sai như thế là không phù hợp đâu. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Nhưng mà bên cạnh đôi khi người ta sai khiến trời Phật thần thánh, thì có những người tâm quá nóng giận rồi, chửi rủa luôn cả thần thánh, phải không quý vị đồng đạo? Tôi biết có một cái người này đó, sau khi làm ăn thất bại lỗ lã gần 1 tỷ đồng, nhưng mà đây là công việc đồng áng, cho nên đó là nó thất bát, nó lỗ lã là do thiên tai mưa gió nhiều quá. Và sau khi lỗ lã đồng tiền quá lớn rồi, tâm bực tức sân hận nổi lên, người này không kiềm chế được, ra ngoài ruộng la lớn lên, chửi rủa cả trời đất. Đây là cái hành động quá sai lầm, phải không có gì đồng đạo? Mà nếu như đồng đạo chúng ta mà lỡ đứng gần người đó gặp trời chuyển mưa, tôi đề nghị quý vị nên tránh xa chút, phải không có gì đồng đạo? Đừng đứng gần. Khuyên đừng chửi thánh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiêng. Nói chung lại đó là điều răn cấm thứ tư này, Đức Thầy dạy mình á, giữ gìn khẩu nghiệp, không nên nói những lời ác đức, những lời sai quấy, sai bảo các vị Phật tiên thần thánh, hoặc là chửi rủa thần thánh, đó là điều không phù hợp mà chúng ta cần phải chừa bỏ. Điều răn cấm thứ năm. Điều thứ năm: ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Và sau khi đọc điều răn cấm thứ năm này xong,
Chúng tôi xin hỏi đồng đạo là trong 8 điều răn cấm thì điều răn cấm nào Đức Thầy sử dụng số từ ngữ ít nhất quý vị đồng đạo? Điều nào? Điều thứ mấy? Điều thứ 7 à? Điều thứ 4. Đồng đạo trả lời điều thứ 4 là đúng. Điều thứ 4 có bao nhiêu từ quý vị đồng đạo? 27 từ. Không phải, điều thứ 4 là không phải 27 từ. Cái đó là điều thứ 7. Thật ra là điều thứ 4 chỉ có 25 từ thôi. Đồng đạo đếm là có 22 từ, cộng thêm 3 từ nữa, đó chính là điều thứ 4 là thành 27 từ, không là thành 25 từ. Chúng tôi xin xác định lại là điều thứ 4 có 25 từ thôi nha. Và trong 8 điều răn cấm thì điều răn cấm nào Đức Thầy sử dụng số từ ngữ nhiều nhất quý vị đồng đạo? Không cần phải suy nghĩ, đặt ra trong trường hợp này phải là điều thứ 5 thôi. Nhưng mà điều răn cấm thứ 5 có bao nhiêu từ? Điều răn cấm thứ 5 là có 69 từ, cộng với là 3 từ là điều thứ 5 thành 72 từ. Như vậy đó là điều răn cấm mà Đức Thầy viết ít từ ngữ nhất là điều thứ 4 25 từ, và điều mà Đức Thầy sử dụng nhiều từ ngữ nhất là điều thứ 5 có 72 từ. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là trong điều răn cấm thứ 5 đồng đạo đọc thấy rất là dài, nhưng mà trong đây có hai ý thôi. Thứ nhất là không ăn thịt trâu chó bò. Thứ hai đó là không sát sanh hại vật để cúng thần thánh. Chỉ có hai ý như thế đó quý vị đồng đạo. Khi nói đến vấn đề ăn thịt trâu chó bò đó, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò. Về vấn đề này đó, đôi khi những người không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người ta ít tìm hiểu, người ta vội nhận định rằng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có tôn sùng những con vật linh, đó là con trâu, con chó, con bò, cho nên là không ăn thịt nó. Nhưng mà người ta nghĩ như thế là không đúng nha quý vị đồng đạo. Đức Thầy không cho mình ăn thịt trâu, chó, bò. Đây không phải là những cái con vật linh, không phải là những cái con vật quyền bí, mà đây chính là vì vấn đề ân nghĩa, cho nên là Đức Thầy không cho chúng ta ăn thịt nó. Chúng ta thấy như thế này, khi nói đến con trâu và con bò, mình mới thấy rằng đó là đây là hai con vật rất là quan trọng đối với dân tộc Việt Nam, phải không quý vị đồng đạo? Đất nước Việt Nam của mình đó mà có thế mạnh về ngành nông nghiệp, nhưng mà công nghiệp thì phát triển chậm lắm. Ở miền Bắc đó có đồng bằng nào quý vị đồng đạo? Đồng bằng sông Hồng. Ở miền Nam mình có đồng bằng nào? Đồng bằng sông Cửu Long. Đây chính là hai cái đồng bằng lớn, được xem như là hai cái dựa lúa giúp cho nền kinh tế của đất nước Việt Nam được phát triển. Nhưng mà ngày xưa vì công nghiệp chậm phát triển, lúc đó mình chưa có máy móc nhiều đâu, cho nên bây giờ nếu như muốn cày ruộng đó thì mình cần cái gì để cày quý vị đồng đạo? Con trâu, con bò cày à. Mà muốn kéo lúa vào trong nhà cần cái gì kéo? Con trâu, con bò kéo à. Mà đôi khi muốn đập lúa thì cũng là con trâu, con bò nó đập lúa, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên đó là từ ngàn xưa ca dao Việt Nam đã thể hiện lên sự kháng khích của con trâu, con bò đối với dân tộc ta bằng một cái câu ca dao: trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, kế cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Và con trâu, con bò là những cái con vật đã giúp ích cho nền kinh tế của đất nước Việt Nam được phát triển trong một giai đoạn công nghiệp chưa phát triển. Cho nên đây là những cái con vật mà đồng bào ta, dân tộc ta có ân có nghĩa đối với nó, phải không quý vị đồng đạo? Và chính vì thế cho nên là mình không nên ăn thịt trâu và bò. Mà chẳng những là con trâu, con bò, mà ngay cả con chó, con mèo là những cái con vật có ích, chúng ta cũng không được phép ăn.
đối với các gia súc trâu bò ngựa chó mèo chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Như vậy thì bất kỳ cái con vật nào có lợi cho con người, chẳng hạn như là con chó, con mèo, con ngựa, thì những cái con vật đó chúng ta không được phép ăn thịt nó. Như vậy chúng ta mới thấy rằng không ăn thịt trâu bò, đây là vì vấn đề ân nghĩa. Còn con chó như thế nào? Gia đình đồng đạo nào đó, nếu như mình có nuôi chó đó, thì hôm nay đồng đạo đi nghe thuyết giảng xong, về tới cửa nhà thôi, con mình chưa ra mừng, cháu mình chưa ra mừng, nhưng mà con chó ra mừng trước là phải không quý vị đồng đạo? Chạy ra quấn quýt mừng mình. Nhưng mà hôm nay nghe thuyết giảng tâm trạng vui, nó bắt đầu nó đứng lên, nó chụp chụp vào trong áo dính sình, nhưng mà xoa đầu nó thôi, bình thường không có gì hết. Mai mốt đi đâu về mà tâm trạng không vui, nó cũng như thường lệ chạy ra mừng mình, lấy hai cái chân chụp lên áo, hôm nay tức quá đánh nó à. Nhưng mà sau khi đánh nó xong một chút vào trong nhà, nó vẫn quấn quýt, vẫn mừng mình thôi. Con chó trung thành, con chó khôn ngoan, con chó thông minh, con chó giúp mình giữ gìn nhà cửa, có ơn có nghĩa, cho nên là mình không được ăn thịt nó, phải không quý vị đồng đạo? Như vậy chúng ta mới thấy rằng Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ ăn thịt trâu chó bò. Đây không phải là những cái con vật linh, mà vì ân nghĩa chúng ta nhớ đến, chúng ta không ăn thịt nó. Và trong điều răn cấm thứ 5 này đó, còn có một ý nữa, đó là mình không sát hại sanh vật để cúng tế, phải không quý vị đồng đạo? Thật ra đó là Đức Thầy dạy mình đó, không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Đức Thầy dạy người tu rồi đó, lỡ gặp tai nạn, lỡ gặp bị bệnh hoạn ốm đau, cũng không được phép sát hại sanh vật để mà cúng tế. Nhưng mà Ngài chỉ dạy như thế, Ngài đã đưa ra ba lý do, ba nguyên nhân, ba điều kiện mà mình không nên sát hại sanh vật để cúng tế. Thứ nhất là vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, phải không quý vị đồng đạo? Câu này Đức Thầy lý giải rằng đó, các bậc chánh thần đó không bao giờ ăn của hối lộ để làm cho mình được tai qua nạn khỏi, được hết bệnh đâu quý vị đồng đạo. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi họa làm ai. Như vậy là thần thánh không ăn của hối lộ, cho nên là mình không cần sát hại sanh vật để cúng tế. Và vấn đề thứ hai Đức Thầy giải thích là gì? Nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Câu này nói lên ý gì quý vị đồng đạo? Làm tội là gieo nhân, mà đây là nhân ác à, mà hưởng tội là gặp quả, đây chính là quả khổ đau à, rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Nhân quả phải không quý vị đồng đạo? Làm tội là nhân, mà hưởng tội đó chính là quả. Mà nhân quả như thế nào? Nhân quả là nghiêm minh, lược nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Cho nên nhân quả nghiêm minh rồi, cúng tế không bao giờ hết bệnh, cho nên mình không cần cúng tế, phải không quý vị đồng đạo? Cúng tế mà hết bệnh là sai nhân quả rồi, phải không quý vị đồng đạo? Nhưng mà có một câu hỏi được đặt ra. Đức Thầy ngăn cấm không cho mình sát hại sanh vật để cúng tế, nhưng mà cúng tế hết bệnh không quý vị đồng đạo? Tôi nghe đó là có người trả lời hết, mà có người trả lời không. Ai trả lời không là đi ngược lại lời chỉ dạy của Đức Thầy. Ai trả lời có xem như đó là câu trả lời đúng theo sự chỉ dạy của Đức Tôn Sư. Đức Thầy giải thích rõ phải không quý vị đồng đạo? Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Đây là sự giải thích của Đức Thầy. Cúng kiến hết bệnh à? Nhưng mà cúng kiến hết bệnh là tà ma quỷ quái, nó ăn nó làm cho mình hết bệnh, mai mốt nó đói quá chạy ngay lại nhà mình làm cho mình bệnh, mình cúng giái nó ăn làm hết bệnh hoài, cuối cùng nó nhiễu hại ta, không có lợi ích gì hết. Cho nên đó là Đức Thầy dạy mình đó, không nên sát sanh hại vật cúng tế vì ba lý do. Thứ nhất là chánh thần không ăn của hối lộ, thứ hai là nhân quả nghiêm minh, và thứ ba là để xa lánh bọn tà thần, cho nên chúng ta không nên cúng tế vậy. Như vậy mình mới thấy rằng
trong điều răn cấm thứ năm này chỉ có hai ý thôi: không ăn thịt những cái con vật có ân có nghĩa, đó chính là con trâu, con bò, con chó, con ngựa, con mèo, và không sát sanh hạ vật để cúng tế. Đó là ý nghĩa trong điều răn cấm thứ năm. Điều thứ sáu: ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Trong điều răn cấm thứ sáu này đó, Đức Thầy ngăn cấm không cho người tín đồ đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo, xá phướng lầu kho, nghe quý vị đồng đạo. Thật ra là việc đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo, xá phướng lầu kho đó, cái hủ tục này nó không phải là ở đất nước Việt Nam, mà nó xuất phát từ ở bên Trung Quốc. Và ngày xưa khi mà Trung Quốc đô hộ đất nước Việt Nam mới truyền cái hủ tục này sang đất nước của chúng ta. Và vì lâu đời rồi cho nên là nó đã ảnh hưởng sâu sắc đối với ý nghĩ của người Việt Nam. Người ta nghĩ rằng đó, khi mà con người chết đi là linh hồn phải xuống âm phủ, phải không quý vị đồng đạo? Và một khi mà linh hồn xuống âm phủ đó, thì những người thân còn lại cảm thấy lo lắng lắm. Chẳng hạn như bây giờ người chết đó là chồng của mình. Bây giờ chồng mình sống với mình mấy mươi năm tình nghĩa, hôm nay đùng ra cái là chồng mình chết. Nhưng mà cái sự tiếc thương là nó không có nguôi đâu, nó không cùng. Cho nên đó là khi biết chồng mình chết là tâm trạng bắt đầu lo lắng lắm. Chồng mình mới chết đây xuống âm phủ, làm sao có quần áo để mặc, phải không quý vị đồng đạo? Và bây giờ để có quần áo cho chồng mình mặc đó, thì đi ra ngoài chợ lựa tới lựa lui, kiếm chỗ nào bán quần áo, mua vài bộ gửi xuống dưới. Nhưng mà ngặt một nỗi là giả sử như ông chồng mình cao 1m6 thôi, mà mình ra chợ mình mua đồ đâu có bộ đồ nào lớn như thế. Lựa tới lựa lui, chiều ngang cả chừng tấc ngoài thôi, chiều dài cả 2 tấc, mua vài bộ gửi xuống dưới cho chồng mình mặc. Tôi suy nghĩ không ra mà quý vị nghĩ rằng chồng mình chết mặc được thì điều đó như thế nào đấy. Nhưng mà sau khi gửi vài bộ đồ xuống dưới rồi đó, thì lại suy nghĩ tiếp theo: sống ở trên đời này mình cần phải có nhà, phải không quý vị đồng đạo? Nhà mà lỡ mà hư dột thôi là nó khổ sở đủ điều rồi. Ông chồng mình mới chết xuống dưới làm sao có nhà để ở. Thôi thì làm sao ra chợ cũng phải tìm tới tìm lui mua căn nhà. Thời điểm này tôi nghĩ rằng đó, ở chợ ai bán nhà lá chắc ế lắm mà không mua đâu. Mua nhà tường à, mua nhà nóc thái à, gửi xuống dưới cho người thân mình ở. Nhưng mà đôi khi người thân mình cũng cao 1m6, 1m7, ra ngoài chợ mua căn nhà chiều ngang đó khoảng 5-6 tấc, mà chiều cao đó khoảng cỡ 7-8 tấc thôi, gửi xuống dưới ở được hay không đó là về nhà chúng ta ở thử đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà sau khi gửi một cái căn nhà xuống dưới rồi, quần áo có mặc, nhà có ở, mà lỡ như ông chồng mình đó mà ở dương gian tạo nhiều tội quá xuống dưới mà Diêm Vương bắt tội, làm sao có tiền để lo lót, phải không quý vị đồng đạo? Thôi đó là làm sao phải gửi tiền xuống dưới à. Mà mình là người Việt Nam mà gửi tiền Việt Nam không chịu đâu. Ra ngoài chợ phải đi tới đi lui, phải tìm hỏi mua cho được tiền đô để mà gửi xuống dưới. Nhưng mà đồng đạo nhìn cho kỹ ha, nói tiền đô cho nó sang thôi, nhưng mà gửi là gửi đô giả à. Quý vị gửi đô giả xuống dưới, mà giả sử như ông chồng mình bị tội thiệt đó, đem lại đó là Diêm Vương ơi hãy tha tội cho con gửi cho Diêm Vương vài triệu đô gì đó, Diêm Vương nhận à? Ông nhận, nhưng mà khi mà ông nhận tiền, ông nói là mày gửi tiền đô giả dám gạt tao, có chừng tội nặng hơn nha quý vị đồng đạo. Và bây giờ gửi tiền xuống dưới rồi, ngặt con nặng nổi đó là bây giờ Diêm Vương và âm phủ xa quá. Nếu như bảo rằng mình đi xuống âm phủ để mình thăm người thân, mình làm sao biết đường đi? Mà cái người thân mình chết xuống dưới mà bị tù tội mà muốn về làm sao về được? Và bây giờ khoa học tiến bộ rồi, muốn liên lạc với nhau đó thuận lợi đó là không gì khác hơn là gửi cái điện thoại xuống dưới à. Mà thời điểm này mà điện thoại 2-3G không còn xài được ha.
gỡ thì phải 4G à, ra chợ phải ráng lựa cái iPhone gì đó, phải không, có gì trong đó. Và sau khi gửi có sim nạp tiền rồi, hôm nay vừa gửi xong đó, buổi trưa 11-12 giờ đi về nhà, chiều tối mình ngủ có mình thôi, con mình nó ngủ lên cạnh kế bên, mà sao mà nó trời xui đất khiến gì đó mình đang ngủ mê man mà tự nhiên điện thoại reo à. Điện thoại reo đó là lúc đó giật mình, đó là mở mắt ra thì bắt đầu bấm điện thoại nghe liền. Mà giả sử như là vừa nghe điện thoại mà lúc đó cái người này chết là chồng mình á, mình nghe một cái tiếng rù rì bên tai là vợ ơi, chồng về thăm vợ nè, quý vị nghĩ sao? Mừng hay là quá sợ ma giục điện thoại là ma bay ơi cứu tao với, không quý vị đồng đạo. Cho nên thế gian mình làm những việc là nực cười, nhưng mà thật ra Đức Thầy xác định một câu đó là mà cũng không xài được nữa nha quý vị đồng đạo. Nãy giờ mình nói cho vui là xài được thôi, nhưng mà Đức Thầy khẳng định là không xài được nữa. Giấy quần áo quý vị gửi xuống không xài được, tiền gửi xuống không xài được, nhà cửa gửi xuống không xài được, xe cộ gửi xuống không xài được, điện thoại gửi xuống không xài được đâu quý vị đồng đạo. Và Đức Thầy cho biết thêm một điều nữa, đó là vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta. Diêm Vương không ăn của hối lộ, cho nên quý vị cũng không cần phải bận tâm lo lắng gửi tiền xuống để cho người thân mình lo lót cho Diêm Vương, đó là điều sai lầm. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối, phải không quý vị đồng đạo. Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng, phán quan tả hữu không dùng hối, nên phải dạy dân bỏ giấy tiền. Nhưng mà Đức Thầy là Phật, Ngài chỉ dạy người tín đồ bằng trí huệ à. Đồng tiền sử dụng vào đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo xá phướng lầu kho, đó là đồng tiền lãng phí. Đức Thầy dạy mình đó là phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Đồng tiền bố thí, đồng tiền mà đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo xá phướng lầu kho là lãng phí. Bây giờ quý vị lấy đồng tiền này bố thí giúp đỡ cho người lỡ đường, người đói rách, người tàn tật, người nghèo khổ, đem lại phước báo hồi hướng cho người thân. Đó là sự chỉ dạy của Đức Thầy. Như vậy là điều răn cấm thứ sáu là Đức Thầy chỉ dạy người tín đồ, đó là không mê tín dị đoan bằng cách là đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo xá phướng lầu kho. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều này quan trọng lắm nha quý vị đồng đạo. Trong điều răn cấm thứ bảy này, Đức Thầy dạy người tín đồ đứng trước bất kỳ cái công việc gì, đó là việc đời, đó là việc đạo, đồng đạo cần phải suy xét cho minh lý trước khi muốn nhận định vấn đề đó. Nói cách khác là muốn nhận định giữa đời và đạo đó, làm sao chúng ta phải sử dụng trí huệ suy nghĩ cho thật là thấu đáo, cặn kẽ, rõ ràng trước khi muốn nhận định đánh giá nó. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống đó là mình lại có ý nghĩ khác đi. Sự việc tới là đôi khi chúng ta xử lý nhanh gọn lắm mà không cần quá suy nghĩ nhiều. Mà đôi khi lại nghĩ rằng đó là mình tu lâu lắm rồi, bản thân đã tu mấy chục năm, trình độ học vấn rất là cao, sống trong đời đó là bây giờ 70-80 tuổi rồi, cho nên cái gì mà không thông suốt. Đôi khi sự việc đó là xảy ra chỉ cần nhìn thoáng qua cái thôi là biết rõ ràng hả. Mà nếu như đồng đạo nghĩ như thế thì coi chừng sai lầm mất đó quý vị đồng đạo. Là bởi vì chính Đức Khổng Tử là một bậc thầy trong thiên hạ, mà đôi khi có những việc chính mắt Ngài thấy mà vội vàng phán đoán còn sai sự thật đó quý vị đồng đạo. Có câu chuyện như thế này, Đức Khổng Tử dẫn những người môn đệ của Ngài đi sang đất nước Tề để mà giảng đạo. Và khi mà vừa tới địa phận đất nước Tề đó, thì lúc đó có một người nhà giàu đem tặng cho Đức Khổng Tử một ít gạo. Nhưng mà nếu như đồng đạo nghe tặng gạo là mình nghĩ rằng đó là điều này bình thường. Nhưng mà ngày xưa là thời kỳ Đức Khổng Tử sống là thời kỳ Đông Châu Liệt Quốc, chiến tranh giặc giã loạn lạc khắp nơi, cho nên là gạo thời điểm đó không có để ăn đâu quý vị đồng đạo. Được nhận gạo rất là quý, cho nên là chính Đức Khổng Tử đã lựa chọn để mà phân phát công việc. Này nha hồi,
con hãy đem gạo đi nấu cơm. Này Tử Lộ, con hãy đi hái rau về nấu canh ăn. Và sau khi dặn xong đó, Đức Khổng Tử mới lên trên một cái giường để mà nằm. Và sau khi nằm nghỉ ngơi một chút, Đức Khổng Tử bỗng đâu là nghe cái tiếng cọp cọp ở dưới nhà bếp vọng lên, làm cho Đức Khổng Tử giật mình, mới nhìn xuống nhà bếp. Thì lúc đó là thấy ông Nhan Hồi. Ông Nhan Hồi một tay dở nắp dung, một tay lấy đũa bếp xới cơm. Và sau khi xới một chút, ông Nhan Hồi mới bỏ nắp dung xuống, lấy đũa bếp vít cơm để vô trong bàn tay. Và sau khi vít một vài vít cơm rồi, ông Nhan Hồi mới vắt lại thành một vắt cơm. Và nhìn xung quanh dường như là không có ai, cho nên ông Nhan Hồi đã ăn vắt cơm đó. Nhưng mà vô tình Đức Khổng Tử nhìn thấy, cho nên Đức Khổng Tử mới thấy rằng đó, học trò mình vì đói khát mà ăn vụng cơm, làm cho Đức Khổng Tử thất vọng lắm. Nhưng mà người trí gặp sự việc là không la liền đâu quý vị đồng đạo. Đợi khi ông Nhan Hồi nấu cơm canh xong đó, dọn lên, Đức Khổng Tử mới bắt đầu khơi dậy câu chuyện. Này các môn đệ, đã mấy ngày rồi thầy trò chúng ta chịu cảnh đói khát. Có bữa thì ăn rau, có bữa ăn cháo, có bữa thì không có gì để mà ăn. Hôm nay được một bữa cơm thịnh soạn như thế này, thầy muốn dâng cúng cho xăm thân, các trò nghĩ như thế nào? Ý Đức Khổng Tử là muốn cúng cơm cho xăm thân của Đức Khổng Tử. Lúc đó là những người đệ tử khác mới hô to lên, đó là thầy nghĩ như thế rất đúng. Nhưng mà đặc biệt là ông Nhan Hồi đứng lặng thinh, ông không nói bất kỳ một tiếng nào hết. Lúc đó Đức Khổng Tử mới xây sang ông Nhan Hồi. Đức Khổng Tử hỏi: Này Nhan Hồi, ta muốn dùng bữa cơm hôm nay để dâng cúng cho xăm thân ta, nhưng mà liệu rằng bữa cơm này còn trong sạch không? Ý nói rằng đó là ông Nhan Hồi ăn vụng cơm đó quý vị đồng đạo. Và khi nói như thế thì những người khác không hiểu, mà ông Nhan Hồi ông hiểu ngay. Ông mới giải thích như thế này: Thưa thầy, lúc nãy khi con nấu cơm, con độ nồi cơm gần chín rồi, con mới dở nắp dung ra xem như thế nào. Nhưng mà không may có một cái luồng gió rất mạnh nó thổi ngang, trong đó có bụi, có bồ hông, nó rớt vô trong nồi cơm. Con đậy nắp dung lại rất nhanh nhưng mà không kịp. Rồi con phải đợi cái luồng gió nó thổi qua rồi con mới dở nắp dung nồi cơm lên. Con lấy đũa bếp con xới cái phần cơm nó dính bụi, dính đất đó, con bỏ, con xới nó. Sau đó thì con đã vít nó ra, con vắt thành một vắt cơm. Nhưng mà con nghĩ rằng đó là thầy trò chúng ta sống trong thời điểm đói khát, cơm không có ăn, cho nên hôm nay bỏ phần cơm bẩn đó thì quá uổng. Cho nên là con đã mạo muội vô phép thầy, vô phép huynh đệ, con ăn cái vắt cơm dính bụi bặm đó. Và hôm nay là xem như con đã ăn cơm rồi, và bây giờ con không ăn cơm nữa mà chỉ ăn rau thôi. Nghe Đức Khổng Tử, nghe ông Nhan Hồi giải thích như thế, Đức Khổng Tử mới ngửa mặt lên trên trời để mà than: Chao ôi, những việc chính mắt ta thấy mà đôi khi ta còn phán đoán sai sự thật, huống chi là những việc ta chỉ nghe đồn đãi ở ngoài tai. Suýt tí nữa ta đã nghi oan cho đứa học trò thân yêu của ta, suýt tí nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ rồi. Câu chuyện cho đó hết đó quý vị đồng đạo. Nhưng mà qua câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Đức Khổng Tử thông minh tài trí như thế, mà đôi khi chính mắt Ngài nhìn thấy mà vội vàng phán đoán còn sai sự thật, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên mình không thể sánh với Đức Khổng Tử. Trên bước đường tu khi cần phải nhận định, Đức Thầy dạy mình cần phải suy xét cho minh lý trước khi muốn nhận định nó đúng hay là sai. Nói cách khác, đồng đạo muốn thực hiện được điều răn cấm thứ bảy thì không gì khác hơn là chúng ta phải tu tập chánh kiến. Và một khi nào có chánh kiến thì mới thực hiện được điều răn cấm thứ bảy mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta.
điều thứ tám. Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương, an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu dân chúng sanh. Trong điều răn cấm thứ 8 này đó, Đức Thầy dạy người tín đồ là làm sao phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, làm sao phải dìu dắt mọi người vào con đường đạo đức, phải không quý vị đồng đạo? Mình tu rồi làm sao phải thương yêu, mình tu rồi làm sao phải dìu dắt mọi người vào con đường đạo. Và Đức Thầy xác định bằng một câu: nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Như vậy thì trong câu này Đức Thầy xác định rõ ràng, ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, người đó sẽ về nơi cõi Tây Phương, phải không quý vị đồng đạo? Và cái cụm từ trọn lành trọn sáng chúng ta hiểu như thế nào trong trường hợp này đây? Khi mà chúng ta chuẩn bị tìm hiểu 8 điều răn cấm, trong phần dẫn nhập Đức Thầy dạy là giữ những điều răn cấm sau. Phần trên Đức Thầy dạy mình giữ, mà xuống cái điều răn cấm thứ 8 là Đức Thầy dạy mình á, ai giữ đặng, có nghĩa là người nào giữ được. Mà giữ được đó là giữ được cái gì? Giữ được trọn lành, trọn sáng, phải không có gì đồng đạo? Ở trên Đức Thầy dạy mình giữ những điều răn cấm sau, ở dưới Đức Thầy dạy mình giữ đặng trọn lành trọn sáng. Tôi nghĩ rằng cụm từ trọn lành trọn sáng nằm trong phạm vi của 8 điều răn cấm. Như vậy thì trong 8 điều răn cấm cái nào là lành, trong 8 điều răn cấm cái nào là sáng, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Thật ra khi nói đến chữ lành đó là thiện, lành là không làm ác, không làm sai quấy. Như vậy là điều nào Đức Thầy dạy mình làm điều thiện, tránh điều ác, thì đó chính là phạm vi của chữ lành. Và trong đây mình tạm hiểu từ điều răn cấm thứ nhất cho đến điều răn cấm thứ tư, Đức Thầy dạy mình tránh điều ác và làm theo những điều thiện, điều phải, thì đó chính là lành. Nhưng mà trong 4 điều răn cấm này có bao nhiêu ý quý vị đồng đạo? Trong 4 điều răn cấm, từ điều răn cấm thứ nhất cho đến điều răn cấm thứ tư này có bao nhiêu ý? Có rất nhiều ý ở trong đây. Đồng đạo nếu như giữ toàn vẹn tất cả thì gọi là trọn lành. Mà lỡ chỉ sai một ý thôi chưa phải là trọn lành nha quý vị đồng đạo. Từ điều răn cấm thứ nhất cho đến điều răn cấm thứ tư, đồng đạo làm đúng hết rồi, nhưng mà thường hay phạm phải cái là lười biếng thì được xem như là chưa trọn lành. Giữ đúng hết mới gọi là trọn lành. Và từ điều răn cấm thứ 5 cho đến điều răn cấm thứ 8, đó chính là phạm vi của chữ sáng. Chữ sáng là thông minh, là trí tuệ, là nhìn nhận đúng. Người mà thấy rõ được ân nghĩa của trâu chó bò để không ăn thịt nó, người đó phải là sáng, phải không có gì đồng đạo? Người mà không sát hại sanh vật để cúng tế cầu cho tai qua nạn khỏi, người đó là sáng. Người mà không đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo sáu hướng lầu kho, người đó chính là sáng. Người mà suy xét cho minh lý từ việc đời tới việc đạo thì đó chính là sáng. Người mà thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, đó chính là sáng. Nói chung lại, từ điều răn cấm thứ 5 cho đến điều răn cấm thứ 8, đó là đại ý của cái chữ sáng. Và đồng đạo giữ đúng toàn vẹn thì đó chính là chọn sáng vậy. Mà Đức Thầy kết luận, ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, nói cách khác, ai giữ đúng 8 điều răn cấm thì người đó sẽ về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, đó quý vị đồng đạo. Nói cách khác, giữ đúng 8 điều răn cấm, chúng ta sẽ được giảng sanh nơi miền Cực Lạc. Đây chính là lợi ích khi chúng ta giữ 8 điều răn cấm, đó quý vị đồng đạo. Trong nhà Phật muốn tu hành chứng đạo thì cần phải giữ giới luật. Mà Đức Thầy mình là Phật, Ngài dạy 8 điều răn cấm là giới luật của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta giữ đúng, chúng ta sẽ có một lợi ích, đó là giảng sanh nơi miền Cực Lạc. Nhưng mà ngày xưa khi mới tu, chúng tôi nghĩ rằng đó là giảng sanh về miền Cực Lạc là mình thành Phật liền. Nhưng mà hôm nay đọc câu này chúng ta mới thấy rằng không phải. Đó là về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Về nơi Tây Phương Cực Lạc rồi đó, không phải là thành Phật đâu, mà về nơi đó chúng ta có thời gian tu hành, mau chứng đắc đạo quả để cuối cùng trở về cuộc đời này để cứu độ chúng sanh vậy. Kính thưa chư quý vị đồng đạo,
Đức Thầy viết tiếp: tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột, xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đây là đoạn kết của 8 điều răn cấm. Đức Thầy dạy người tín đồ lúc rảnh việc là nên học đọc giáo lý của Đức Thầy. Học để làm chi? Học để giữ những cái tục lệ chân chánh. Và học để làm gì? Học để là chừa bỏ những cái dị đoan mê tín thái quá như là đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo, xá phướng, lầu kho, sát hại sinh vật để cúng tế. Đó là điều sai lầm mà chúng ta cần phải chừa bỏ. Và Đức Thầy cho biết rằng đạo pháp bao giờ cũng là dung, đạo pháp bao giờ cũng là hòa. Mình tu tập thì cần phải thể hiện tinh thần đó. Nếu như đồng đạo muốn bắt lỗi một ai đó thì trước muốn khi bắt lỗi cần phải nhìn lại bản thân mình coi có sai có quấy hay là không, và nhìn thấy rằng mình có sai có quấy, mình thông cảm tha thứ cho người khác thì người khác sẽ thông cảm tha thứ lại cho mình, cuộc đời này sẽ an lạc hạnh phúc nhiều hơn. Ta thứ được người, người thứ ta. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, lúc nãy khi mà chúng tôi ngồi ở dưới thì ở trên đây đó là có một câu hỏi được đặt ra, đó là giải thích như thế nào 8 điều răn cấm thành 1000 giới, phải không quý vị đồng đạo? Và đã được chú Đoàn Quỳnh Lương giải thích rồi. Bây giờ tôi không giải thích theo hướng đó mà tôi giải thích rằng trong 8 điều răn cấm mình tìm hiểu ở đây nó đơn gọn hơn nữa, chỉ còn có 3 giới thôi, thưa quý vị đồng đạo. Chúng ta không giải thích nhiều mà chúng tôi chỉ giải thích ít thôi. Thật ra đó mình thấy rằng trên bước đường tu giữ giới nó có khác nhau. Chẳng hạn như đó là tỳ kheo tu giữ 250 giới, tỳ kheo ni giữ 348 giới. Mà đặc biệt đó là hàng Bồ Tát trong đạo Phật không giữ nhiều giới mà chỉ giữ có 3 giới gọi là tam tụ tịnh giới. Bồ Tát tu không giữ nhiều giới không có gì đồng đạo, giữ có 3 giới thôi. Giới thứ nhất đó là nhiếp lược nghi giới, là không làm những điều ác dù đó là điều ác rất nhỏ. Giới thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, là luôn làm những điều lành, đây là các điều lành rất nhỏ thôi Bồ Tát cũng vẫn làm. Và giới thứ ba đó là nhiếp chúng sanh giới, Bồ Tát luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát tu tập chỉ giữ có 3 giới, đó chính là tam tụ tịnh giới, nhiếp lược nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng sanh giới. Nhưng mà sau khi tìm hiểu 8 điều răn cấm, chúng ta mới thấy rằng trong đây thể hiện được tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát. Nếu như nói về nhiếp lược nghi giới là không làm những điều ác đó, phần nào Đức Thầy dạy mình ta chẳng nên, ta không nên, đó chính là nhiếp lược nghi giới. Chẳng hạn như là chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phiền, chẳng nên lười biếng, chẳng nên ăn xài chân dọn, hoặc chẳng hạn như là phải giữ cho tròn, đó là chẳng nên, hoặc là không nên ăn thịt sát sanh hại vật để cúng thần thánh. Như vậy đó là phần nào chẳng nên, không nên, đó chính là nhiếp lược nghi giới. Còn nhiếp thiện pháp giới là luôn làm những điều lành. Điều thiện nào Đức Thầy chỉ dạy mình cần phải thực hiện thì đó là nhiếp thiện pháp giới. Chẳng hạn như đó là giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, tu hiền chân chất, tha thứ lẫn nhau trong khi nóng giận, thì đó chính là nhiếp thiện pháp giới. Còn nhiếp chúng sanh giới đó là bằng cách đó là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, bằng cách đó là học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Đây là làm lợi cho chúng sanh, thuộc về đó là nhiếp chúng sanh giới. Như vậy chúng ta mới thấy rằng chỉ trong vòng 8 điều răn cấm đơn gọn mà trong đây thể hiện được tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát. Cho nên quý vị là đệ tử của Đức Thầy, trên bước đường tu đồng đạo giữ theo 8 điều răn cấm đồng nghĩa là mình đang đi trên con đường Bồ Tát hạnh, và sau này mình sẽ chứng tắc Bồ Tát quả, không còn sanh tử luân hồi cho quý vị đồng đạo. Cho nên chúng ta mới thấy rằng 8 điều răn cấm quá cao quý, phải không quý vị đồng đạo? 8 điều răn cấm giúp cho chúng ta được giảng sanh về miền cực lạc.
8 điều răn cấm thể hiện tam tụ tịnh giới, giúp cho chúng ta trở thành một vị Bồ Tát ở tương lai. Cho nên đồng đạo muốn được thành tiên thành Phật, đồng đạo muốn được giải thoát, đồng đạo muốn được giảng sanh về miền cực lạc, thì không gì khác hơn là chúng ta cần phải giữ 8 điều răn cấm, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, thật ra đó là trong chương trình thuyết giảng ngày hôm nay thì nhìn đồng hồ giờ này đã 11:40. Đúng ra là chúng tôi sẽ nói nhanh hơn, kết thúc sớm hơn, nhưng mà chúng tôi thấy rằng đồng đạo rất là chăm chú lắng nghe, rất là ủng hộ chương trình, cho nên là chúng tôi ráng tìm hiểu tỉ mỉ hơn để đồng đạo thấy rõ hơn về lời dạy của Đức Thầy. Cho nên là hôm nay thời gian hơi trễ, mong rằng đồng đạo chúng ta hãy thông cảm cho. Và trước khi dứt lời thì không gì khác hơn là chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban trị sự, ban tổ chức ở nơi đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi được gặp gỡ với chư quý vị đồng đạo. Xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã cho phép tôi được thuyết giảng ở nơi này. Xin chân thành cảm ơn cùng toàn thể chư quý vị đã ủng hộ rất là nhiệt tình trong chương trình thuyết giảng ngày hôm nay. Xin kính chúc cho quý vị đi nghe thuyết giảng gặt hái được niềm vui, hiểu được giáo lý của Đức Thầy, về nhà tinh tấn hơn trong quá trình thực hiện 8 điều răn cấm, để tất cả chúng ta cuối cuộc đời đều được giảng sanh nơi miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Lê Quang Nghĩa đã bỏ công học hỏi và kinh nghiệm của mình truyền đạt lại ý nghĩa của 8 điều răn cấm của Đức Thầy cho đồng đạo của chúng ta ở đây đồng nghe, đồng làm, đồng tu, đồng tiến, đồng giải thoát. Đúng như lời mong đợi của Đức Thầy là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Vậy chúng tôi xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay để tán thán tinh thần cao quý của giáo lý viên Lê Quang Nghĩa vừa cống hiến cho chúng ta. Xin cảm ơn.